một lời để em vững lòng hơn. Em chớ lo chi, trái tim anh luôn thật lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trắng thay đen, anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trong đã gửi trao nhau tình yêu, bao nhiêu biến hẹn non thề, nay em đi mãi không về. Yeah.
mưa đông đã về, nghe gió đưa ru bụi tre. Nè bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, mình chẳng còn tương tư đơm đơm lấp lè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều, cầu tre lắc leo bướm ong phượng hồng ve kêu, giếng nước gào cua tình yêu, chim liễu lo chuyện khanh yêu, ngô lúa sai quần mì miêu. Nè bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Và xin những chào tay nồng nhiệt cùng chào mừng vâng, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, trên sân khấu là sự diện của chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2017, tức ngày 25 tháng 8 năm Đinh Dậu, được sự thống nhất của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương. Hai bên gia đình cùng với chú rể cô dâu chính thức tổ chức buổi lễ ly hôn tại gia đình họ nhà gái. Xin mời chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương sẽ cùng cúi chào toàn thể quý vị. Tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ đính hôn chính thức được bắt đầu. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu về dự lễ đính hôn giữa chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu có sự diện của các vị đại diện cho gia đình họ nhà trai, các quý vị đại diện cho gia đình họ nhà gái, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, bạn bè thân thiết của hai bên gia đình, cũng như bạn bè thân thiết của chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chào đón và chúc mừng. Vâng, xin mời. Quý vị là những món quà hết sức ý nghĩa, hết sức ngọt ngào mà quý vị đã dành tặng đến hai bên gia đình, cũng như dành tặng đến chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương. Xin được thay mặt cho chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương cũng như thay mặt cho hai bên gia đình trân trọng cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi lễ đính hôn hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị những mâm lễ hết sức trang trọng, hết sức ý nghĩa và muốn dành tặng đến cho gia đình họ nhà gái. Sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một vị đại diện của gia đình họ nhà trai, một vị đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ cùng lên sân khấu để cùng có những lời phát biểu đến toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời hai ông. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu là sự diện của ông Dương Văn Thịnh, đại diện cho dân hội nhà gái, ông Cao Quang Mến, đại diện của dân hội nhà trai. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay từ lớn đến cùng chào mừng. Vâng, xin mời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay dân hội nhà trai đã chuẩn bị những mâm lễ hết sức ý nghĩa muốn trao đến cho gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời ông Cao Quang Mến, đại diện của dân hội nhà trai sẽ có những lời phát biểu đến quý vị. Trân trọng kính mời ông Cao Quang Mến. Kính thưa quan viên đại họ, kính thưa họ nhà gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt, anh Công và chị Hạ có một mâm lễ đến báo cáo tổ tiên các cụ ông bà họ nhà gái để cho hai cháu là ngày trăm năm hạnh phúc mãi mãi thanh tươi như thế. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu hết sức trang trọng của ông Cao Quang Mến, đại diện của dân hội nhà trai. Tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời ông Dương Văn Thịnh, đại diện của dân hội nhà gái sẽ có những lời phát biểu đối với vị. Trân trọng kính mời ông Dương Văn Thịnh. Xin lời đầu tiên xin kính chào tất cả các quý vị con trai này họ đã thành đại buổi lễ thành đính hôn của con cháu chúng tôi. Kính thưa quý vị, thay mặt cho họ nhà gái
chúng tôi xin nhiệt liệt chào đón đoàn họ nhà trai. Và lời đầu tiên là xin kính chúc các vị mạnh khỏe và cùng chung tay xây dựng hạnh phúc cho hai cháu Quang Hùng và Thủy Dương. Như đã hẹn, đến hẹn lại lên, hôm nay họ nhà trai đã đến mang mâm lễ để lên hỏi. Chúng tôi xin thay được phép thay mặt cho họ nhà gái xin trân trọng chúc thành hôn cho hai cháu. Và lần nữa tôi xin cuối cùng là xin kính chào quý vị và trân trọng cảm ơn quý vị đã tới dự buổi lễ kính hôn của hai cháu. Xin kính chào. Vâng, kính thưa quý vị, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu hết sức trang trọng của ông Dương Văn Thịnh, đại diện cho Dân Hội Nhà Gái, ông Cao Quang Mến, đại diện của Dân Hội Nhà Trai. Và sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu. Xin mời ông Dương Văn Thịnh, ông Cao Quang Mến, đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng bắt tay nhau để cùng dành những tình cảm tốt đẹp nhất mà hai bên gia đình sẽ dành cho nhau. Vâng, xin mời hai ông. Vâng, và xin quý vị cùng dành một chào tay tới để cùng chúc mừng. Vâng, xin mời. Xin cảm ơn ông Cao Quang Mến, xin cảm ơn ông Dương Văn Thịnh, đại diện của hai bên gia đình. Xin kính chúc hai ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã đến với những lời phát biểu hết sức trang trọng của ông Cao Quang Mến, đại diện của Dân Hội Nhà Trai, ông Dương Văn Thịnh, đại diện của Dân Hội Nhà Gái. Và sau đây xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Khánh, đại diện của Dân Hội Nhà Trai, sẽ lên sân khấu trao lễ đính hôn tới bà Vũ Thị Lương, là mẹ cô dâu Thủy Dương. Trân trọng và kính mời hai bà. Vâng, kính thưa quý vị, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng hướng lên sân khấu. Xin mời bà Nguyễn Thị Khánh, là đại diện của Dân Hội Nhà Trai, sẽ trao lễ đính hôn tới bà Vũ Thị Lương, là mẹ của cô dâu Thủy Dương. Và xin quý vị cùng dành một chào tay tới để cùng chúc mừng. Vâng, xin mời. Vâng, và sau đây xin mời chú rể Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương sẽ chuyển mâm chầu cao lên trên nhà để cùng làm lễ gia tiên. Và xin được trân trọng kính mời ông Cao Quang Mến, ông Dương Văn Thịnh, bà Nguyễn Thị Khánh, bà Vũ Thị Lương cùng với bố chú rể, bố cô dâu sẽ cùng chầu trong nhà để cùng làm lễ gia tiên. Vâng, xin mời. Chúng tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình, thay mặt cho chú rể và dâu xin được trân trọng kính mời quý vị. Và chúng ta cùng tự nhiên sơ những chén trà, có những điếu thuốc và cùng chúc mừng. Vâng, xin mời chú rể, Quang Hùng, cô dâu Thủy Dương sẽ cùng cầm những ấm trà, những bao thuốc, những đĩa trầu để cùng mời đến toàn thể những khách quý có mặt trong buổi lễ đính hôn ngày nay. Xin chào và kính mời. Sao em có thể hiểu từ lúc em bên
anh thấy cuộc sống ổn hơn nhiều. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta, đừng phải nói chia tay mà. Và cứ sao em vẫn luôn đặt lời thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn vì được em ở bên cạnh. Một tay một đường đã trên môi hạnh phúc. Gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Nhiều lần giận hờn nhau đôi chúng ta, từng phải nói chia tay mà. Và cứ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Chào anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn vì được em ở bên cạnh. Một tay một nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua, đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. Một thầy nụ cười nở trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi, là Tết này anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em.
thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi, xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mong đợi, tô thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như trước cả vườn xuân. Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh không thèm đi chơi, xin nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mong đợi, tô thêm vào lòng người chán chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tìm ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhạc sống sinh nhạc vui quá vui tiệc cứ mừng vì nơi sánh đôi lễ ra mắt tay trong tay chịu nhân sinh kết duyên đôi mình cả hai họ đều tươi như hoa tận rộn ràng là bao câu ca lời ca chúc chúc cho hai người vụn trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau trong con đầy ngày nắng vàng sáng
chúng đôi. Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi, em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi, em bên anh chiều vàng thu rơi. Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi, em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng bay tên nữ trong cung nhà tình cha cha cha.
xuân hát ngày, xuân hát ngày, xuân có hương hoa. Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa. Bầy lộc non biết xanh trên cành thành cha cha cha. Gió rất vơ vơ nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xiết chim non truyền cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hóng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa bờ. Tuyệt vời trong bước chân xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em phú quý. Gió thất thơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xiết chim non trên cánh cây. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu là sự diện của chú rể Quang Hùng, cô dâu Thịnh Dương. Kính thưa toàn thể các cô, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết của hai bên gia đình, bà con khối phố cũng như bạn bè của chú rể Quang Hùng, cô dâu Thịnh Dương đã có mặt hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2017, tức ngày 26 tháng 8 năm Đinh Dậu, được sự thống nhất của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chú rể Quang Hùng, cô dâu Thịnh Dương. Hai Quang Hùng, cô dâu Thịnh Dương sẽ cùng kính chào toàn thể vị khách quý. Tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ phong thi giữa Quang Hùng và Thịnh Dương chính thức được bắt đầu. Về dự lễ phong thi giữa chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương ngày nay, trân trọng giới thiệu có sự diện của ông Cao Quang Khang, đại diện của Duyên Hồ Nhà Trai, ông Dương Văn Thịnh, đại diện của Duyên Hồ Nhà Gái, cùng toàn thể các cụ, cậu, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết của hai bên gia đình cũng như bạn bè của chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương xin một chào tay nồng nhiệt cùng chào đón và chúc mừng. Vâng, xin mời. Kính thưa quý vị, sự hiện diện của toàn thể quý vị là những món quà hết sức ý nghĩa, hết sức ngọt ngào mà quý vị đã dành tặng đến hai bên gia đình cũng như dành tặng để chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu là sự hiện diện của ông Cao Quang Khang, đại diện của Duyên Hồ Nhà Trai, ông Dương Văn Thịnh, đại diện của Duyên Hồ Nhà Gái. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thưởng để cùng chào đón hai ông. Vâng, xin mời. Sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Cao Quang Khang, đại diện cho Duyên Hồ Nhà Trai sẽ có những lời phát biểu đến vị. Trân trọng kính mời ông Cao Quang Khang. Thưa toàn thể các cụ, các ông bà cùng toàn thể quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tức là ngày 15 tháng 10 và ngày 26 tháng 8, ngày lễ chính thức là hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, cháu Hùng và cháu Dương. Kính thưa toàn thể các cụ, ông bà, thay mặt gia đình họ Nhà Trai là tôi xin được giới thiệu, tôi là ông bác và cháu Hùng, được sự nhất trí của các cụ, ông bà họ Nhà Trai và được sự mong muốn của là đôi bên bố mẹ cháu Hùng, cho phép tôi được thay mặt xin có đôi lời thưa với các cụ, với các bà cùng toàn thể hồi hôn, và có đôi lời thương các cụ, thương các cụ, xin thưa các cụ toàn thể các ông các bà cùng toàn thể hồi hôn. Hôm nay là ngày chính thức là hai được sự yêu ái của hai đôi bên gia đình đã thống nhất và tổ chức lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc với cháu Hùng và cháu Dương. Xin thưa các cụ, các ông bà, cây trầu xin dâu đã trao. Giờ phút này là cháu Hùng, là cháu là một thanh niên sinh ra lớn lên ở làng quê, là đã sau một thời gian tìm hiểu cháu Dương mà đã được sự yêu ái nhất trí của đôi bên gia đình, là hôm nay hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hai cháu là trăm năm hạnh phúc. Tôi thay mặt gia đình cũng xin phép báo cáo thưa các cụ, tôi có mặt đầy đủ hôm nay là có cô dì chú bác và các ông bà đại diện cho bên nội cô quốc bà của làng vợ của cháu, làng chồng của cháu Dương, và không biết nói gì hơn là cháu Hùng là cũng còn non trẻ, non người trẻ đại, là cũng vừa lớn lên trong cái sự như vậy là dày dặn kinh nghiệm cho cuộc sống còn ít, thì cũng mong rằng khi cháu về làm là con trẻ cháu trẻ của các cô cô bà thế nào, thì các cô cô bà cũng hai gia đình đều có trách nhiệm các nấm trồng cây chung và chỉ bảo cháu cho được tức lễ thành hôn
xin các cô các ông bà cùng toàn thể còn là gái cho phép được đón các cháu về nhà trai để tổ chức lễ thành hôn là cháu Hùng và cháu Dương. Chân thành cảm ơn tất cả các cô các ông các bà của hôn. Và tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng kính mời ông Dương Văn Thịnh, đại diện của Dân Hoàng Nhà Gái, sẽ có những lời phát biểu. Vị trân trọng kính mời ông Dương Văn Thịnh. Lời đầu tiên xin kính chào quý vị và xin trân trọng cảm ơn quý vị đã tới dự lễ vô quy của con cháu chúng tôi. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì gia đình đại diện cho gia đình nhà trai đã phát biểu là xin dâu và trao rể, thì chúng tôi cũng xin thay mặt cho họ nhà gái vui mừng và trân trọng tiếp nhận tôi chầu xin dâu và tiếp nhận cháu Hùng làm rể chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi trân trọng là bởi vì các cụ ngày xưa quan niệm như thế này: cơi chầu có 12 miếng chầu thêm cánh phượng và 12 miếng chích cau thêm cánh tiên, tượng trưng cho 12 bà mụ sẽ chăm sóc việc sinh nở cho cô dâu sau này 12 giờ trong ngày, 12 tháng trong năm và 12 vị thần, tức là quan hành khiển chăm sóc cuộc sống của đời chúng ta. Đến cuối năm giao thừa chúng ta các vị thần lại bàn giao. Đấy, trân trọng lẽ đó. Và trân trọng thứ hai, chúng tôi cũng trân trọng bởi vì chầu này tên những vôi tàu và giữa tên cắt cánh hai đầu quế cây, và chầu này còn là nghĩa tương giao cho Thùy Dương với Quang Hùng kết duyên. Bởi vì duyên cho nên hôm nay chúng tôi cũng rất vui vẻ mà trao cháu Thùy Dương, trao thân gửi phận cho họ nhà trai. Và chúng tôi cũng vui mừng tiếp nhận cháu rể là Quang Hùng. Và chúng tôi cũng cuối cùng chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị chúng tới dự lễ vui quy của cháu chúng tôi một lời chào trân trọng và chúc quý vị an khang vạn vẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Những lời phát biểu hết sức trân trọng của ông Dương Văn Thịnh, đại diện của Dân Hoàng Nhà Gái, ông Cao Quang Khang, đại diện của Dân Hoàng Nhà Trai. Sau đây xin mời toàn thể cùng hướng lên sân khấu. Trân trọng kính mời ông Cao Quang Khang, ông Dương Văn Thịnh, đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng bắt tay nhau để cùng kết tình ra. Vâng, xin mời hai ông. Vâng, và xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay tưởng tình cùng chúc mừng cho tình gia của hai bên gia đình. Xin chúc tình gia của hai bên gia đình luôn bền chặt. Chúc cho chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương luôn hạnh phúc trọn đời mãi mãi về sau. Xin được trân trọng cảm ơn ông Dương Văn Thịnh, ông Cao Quang Khang, đại diện của hai bên gia đình. Xin kính chúc hai ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Trân trọng cảm ơn của hai bên gia đình. Vậy là chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương kể từ ngày hôm nay họ sẽ cùng trở về trước một nhà, sống dưới một mái ấm gia đình và cùng xây dựng hạnh phúc tương lai. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị có mặt tại đây, tôi muốn hỏi chú rể Quang Hùng một chút ạ. Chú rể Quang Hùng có đồng ý rằng sẽ yêu thương, che chở, chăm sóc và luôn đi bên cạnh cô dâu Thùy Dương của mình suốt cuộc đời hay không? Có. Vâng ạ, xin một chào tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, đến với cô dâu Thùy Dương, người rất là xinh đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay, có đồng ý rằng sẽ yêu thương, che chở, chăm sóc và luôn đi bên cạnh chú rể Quang Hùng của mình suốt cuộc đời hay không? Vâng ạ, một tràng tay nữa để cùng chúc mừng ạ. Kính thưa quý vị, lời đồng ý là những lời cam kết rằng họ sẽ yêu thương nhau và cùng nắm tay nhau đến tận cuối cuộc đời hạnh phúc. Xin mời Quang Hùng sẽ trao cho Thùy Dương một nụ hôn yêu thương. Vâng, xin mời. Một tràng tay từ đây cùng chúc mừng. Vâng, xin mời. Xin cảm ơn chú rể Quang Hùng, xin cảm ơn cô dâu Thùy Dương. Kính thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, đánh lạc cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Xin có ra để rồi ngày hôm nay con cái mình khôn lớn trưởng thành, đó là một trong những niềm vui lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay gia đình Hoàng Nhà Gái đã chuẩn bị những món quà hết sức ý nghĩa muốn dành tặng đến chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lương Hoài An, là bố cô dâu Thùy Dương, bà Vũ Thị Hương là mẹ cô dâu Thùy Dương và chị Lương Thị Lộc là chị cô dâu Thùy Dương sẽ cùng lên sân khấu để cùng trao quà từ chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương. Trân trọng và kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, những người cha, người mẹ đã luôn bên cạnh con cái mình từ khi mang thai đến khi lọt lòng ra đời. Biết bao nhiêu công nuôi dưỡng sinh thành chở che của những người cha, người mẹ để ngày hôm nay con cái mình khôn lớn trưởng thành, dựng vợ, gả chồng. Kính thưa quý vị, ngày vui dựng vợ, gả chồng là một trong những ngày vui hạnh phúc nhất của những bậc làm cha, làm mẹ bởi vì con cái mình đã trưởng thành. Và xin những chào và thật thật lớn để cùng chúc mừng cho gia đình. Vâng, xin mời. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của ông Lương Hoài An, bà Vũ Thị Hương cùng với chị Lương Thị Lộc đã dành tặng đến chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương.
Hy vọng rằng là chú rể và dâu sẽ luôn sống tốt để những người cha, người mẹ ở bên cạnh hai bên gia đình luôn được cảm thấy hạnh phúc. Và xin những chào tay nữa để cùng chúc mừng. Vâng, xin mời. Vâng, và xin được cảm ơn tình cảm của gia đình đã dành tặng đến chú rể Quang Hùng, cô dâu Thùy Dương. Vâng, và xin được chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau ơn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim ai đứa đau anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh, xin một khu vườn tình. Em là sao ngày cuối, còn anh là chú rể mới. Anh là trăng là bướm, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh nhá. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mông cùng trên mọi làng. Từ ngày hai đứa yêu nhau một bước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau một bước bao nhiêu. Hồng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm lều xanh mình kết làm mảnh, rồi mình sinh khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nở khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu đâu nào em ơi, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Em theo anh về, em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Thì nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Đời mình đẹp mãi có anh và em.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đóng vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng lên sân khấu, được cùng chứng kiến những nghi lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc cho năm cho cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Vâng, đúng là con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tình yêu thương ấy bao la, con đi xây dựng, mẹ cha dặn dò. Trong ngày vui hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến các bậc làm cha, làm mẹ,
các đấng sinh thành, dưỡng dục, đã có công nuôi dưỡng đứa bạn trẻ. Và với sự trân trọng ấy, ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời và giới thiệu hai bác đại diện cho họ nhạc trai và nhạc gái sẽ ra sân khấu được có đôi lời phát biểu chào dâu nhận rể. Xin trân trọng kính mời hai bác. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng một tiếng lên sân khấu. Kính mời bác đại diện cho họ nhạc gái sẽ có đôi lời phát biểu chào dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Lời đầu tiên chúng tôi thân mật cho nhà gái xin trân trọng cảm ơn các vị đến thăm nhà hành hương của cháu Quang Hùng và Thị Dương, và chúng tôi xin gửi lời trân trọng và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của nhà gái. Kính thưa quý vị, trong hội hôn kể từ giờ phút này, họ nhà gái chúng tôi đã đưa cháu Thị Dương về nhà cha. Và cũng kể từ giờ phút này chính thức là hai họ giao hòa, hai nhà thông gia, thật là một nhà sum họp phúc mai, càng sâu nghĩa biển càng dài tình sâu. Vâng, nghĩa tình của ơn sinh thành của đôi bên cha mẹ sâu như biển, và tình cảm của cô bác chú dì hai bên nội ngoại của cô dâu chú rể cũng dài như sông, và tình cảm của bạn bè anh em chân đất và bà con hàng xóm láng giềng lân gia của vợ trai đã đối với cô dâu chú rể thật là thịnh tình, thể hiện ở trong cái cuộc hội hôm nay các vị có mặt đông đủ tại đây. Và kính thưa các vị, chúng tôi xin có đôi lời đối với cháu Thị Dương là phải đâu mẹ chửi Dương Anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi, mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em ơn mẹ suốt đời chưa thâu chưa xong, bởi vì chắc chiêu từ những ngày xưa mẹ sinh anh đẻ bây giờ cho em, cho nên yêu em yêu anh, em đã làm dâu trong nhà mẹ không ghét bỏ em đâu. Vâng, chúng tôi còn quan niệm rằng là các quý vị còn được biết là dâu con rể cách bảo đâu, cho nên Thùy Dương đã được về làm dâu trong quý vị, cho nên chúng tôi cũng chỉ mong được chúc cho các cháu được hạnh phúc, được hôm nay chúng tôi trao thân gửi phận và cháu Thùy Dương về nhà họ nhà trai, chỉ mong là các vị thương yêu hai cháu và chúc cho các cháu luôn hạnh phúc, và cũng cầu mong được như câu hát của nhạc sĩ Lê Hòa, nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trăng trên trời khi tỏ khi mờ, tình đôi ta từ bảy đến giờ vẫn tròn như chiếc nón bài thơ. Vâng, chúng tôi cũng chỉ mong cho tình cảm đôi cháu sẽ tròn vành vạnh như chiếc nón bài thơ như lời hát nhà đôi bạn. Xin một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn những lời gửi gắm của bác đã dành tới quan viên hai họ cũng như dành tặng tới cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, thưa toàn thể hội hôn, thương con thì nhắn nhủ đôi câu, sống sao cho xứng trước sau vẹn tròn, đẹp đôi dâu thảo rể hiền cho vui làng xóm đẹp lòng mẹ cha, đón mừng dâu thảo về nhà trước là nhắn nhủ, sau là cảm ơn. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bác đại diện cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời bác. Thưa toàn thể các cô, kính thưa quan viên nam cùng toàn thể phần thanh niên nam nữ của hai cháu, hôm nay đúng là thuyền theo lái, gái đá theo tộc. Thế thì trước kia các cụ có câu là nông thôn rút biển ra thành phố, nhưng giờ đây thành phố đã về nơi miền quê nghèo lại. Thế thì ngày hôm nay được sự đồng ý của chính quyền hai bên và được sự nhất trí của đôi bên bố mẹ, chính thức là hai cháu Quang Hùng và Thùy Dương đã lên vợ lên chồng. Thay mặt gia đình họ nhà trai xin chân thành là chấp nhận và cháu Thùy Dương về làm vợ cháu Hùng và làm dâu con cháu Hải và gia đình họ nhà trai chúng tôi. Trước hết là không biết nói gì hơn là trăm năm hạnh phúc của hai cháu, thì sự có mặt đầy đủ cả
ba bè bốn bên, ông bà, rồi các cụ trong họ là nội ngoại nhà trai, và được là đưa cháu Dương về nhà trai đầy đủ cả là ba bè bốn bên, các cô dì chú bác của họ nhà gái chứng kiến. Vậy thì trong sự khó khăn, cuộc sống khó khăn thì cũng mong rằng là các hai gia đình đắp nấm trồng cây trúc và chỉ bảo các cháu trong các việc là cuộc sống và đường đi nước bước của cuộc đời các cháu. Thế thì cũng biết nói gì hơn cả một sự mong muốn là như vậy. Thì thực tế mà nói thì là các cháu đều là mới lớn lên và chưa từng trải được cuộc sống để mà cho các cháu được là cho mẹ, thì cũng mong hai là đắp nấm trồng cây thôi. Thay mặt gia đình xin chấp nhận là cháu Dương, và đồng thời là ngày chính thức tổ chức ngày là hôn lễ trăm năm hạnh phúc hai cháu. Xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà và nhà gái đã đưa cháu về tổ chức tại của nhà trai. Và không biết bao giờ hơn chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Và chúng ta là một tràng pháo tay chúc mừng hạnh phúc cho nó. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, thưa toàn thể hôn, và liên tục kính truyền lời mời của gia đình cũng như đã lời cho con dâu chú rể. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục xơi nước xơi trầu và gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành tặng cho con dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Và một trong những nghi lễ không thể thiếu trong ngày trọng đại của con dâu chú rể đó là con dâu chú rể sẽ cùng trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè đôi bên. Và xin mời con dâu chú rể sẽ cùng bước tiến lên phía trên một chút ạ, để cho tất cả mọi người sẽ cùng chứng kiến niềm vui niềm hạnh phúc của con dâu chú rể trong ngày vui hôm nay. Và pháo chúng ta để xa ra một chút hôm nay. Ngạt thở mất. Vâng, lát nữa sẽ có pháo. Và sau đây, vâng, xin chào. Vâng, xin mời chú rể Quang Hùng sẽ lấy hết tình yêu của mình trao cho con dâu trước. Nếu như chúng ta đang chứng kiến niềm vui niềm hạnh phúc của con dâu chú rể, pháo sẽ cùng trao đến cưới một minh chứng tình yêu. Xin mời con dâu Thủy Dương. Về đây chung vui chúc mừng ngày phúc cho năm cho cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể sẽ cùng thể hiện một nụ hôn thật nồng cháy, làm sao thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu trong ngày trọng đại hôm nay.
nào của con dâu chú rể, con màu đỏ của rượu vang, một minh chứng cho tình yêu luôn luôn nồng ấm. Ui, đổ hết rồi à? Chết rồi, còn đổ một nửa. Các bạn chú rể còn một nửa thôi. Dựng vợ, gả chồng luôn là trách nhiệm nhưng cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của các bậc làm cha, làm mẹ. Và trong ngày hôm nay, bố mẹ của chú rể Quang Hùng có món quà dành dụng bấy lâu được dành tặng cho hai con trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ cùng lên sân khấu để trao cho con món quà dành dụng bấy lâu và chúc cho hai con trong ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc. Quang Hùng sẽ đến trước cô dâu cái chiếc khăn quan đằng sau đó. Đó. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, dựng vợ gả chồng luôn là trách nhiệm nhưng cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của các bậc làm cha, làm mẹ. Và trong ngày hôm nay, bố mẹ của chú rể Quang Hùng và các đấng sinh thành dưỡng dục có một món quà dành riêng dành tặng hai con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc và sớm sinh quý tử của cháu bồng. Vâng ạ, chúng ta hãy nở một tràng pháo tay trong một hạnh phúc của đại gia đình trong ngày hôm nay ạ. Còn thật đúng là niềm vui nhân đôi. Chúng ta vừa được chứng kiến niềm vui, quý vị chúng ta vừa được chứng kiến niềm vui niềm hạnh phúc của đại gia đình, cũng như chứng kiến những nghi lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho năm cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ đi mời nước mời chầu. Trong giây phút này ta thuộc về nhau, trong giây phút này có nhau mãi mãi. Nói yêu anh đi em, nói yêu em đi anh. Hãy hứa dẫu mai ra sao sẽ luôn có nhau suốt đời. Hãy lắng nghe trái tim rung động, ngôi sao chứng nhân cho đôi ta. Muôn hoa thắm tươi tô điểm cho đôi mình, cùng nhịp đập con tim trao lời yêu thương. Thiên đường hạnh phúc là khi anh có em, thiên đường hạnh phúc là khi em có anh. Cầm tay anh đi em, hãy ôm em thật chặt, để tình yêu đôi ta mãi mãi luôn gần nhau. Thiên đường hạnh phúc là khi em có anh, thiên đường hạnh phúc là khi có em bên cạnh. Nở nụ cười ấm áp, trao nhau lời tin yêu, suốt cuộc đời này ta mãi thuộc về. Thiên đường hạnh phúc. Trong giây phút này ta thuộc về nhau, trong giây phút này có nhau mãi mãi. Nói yêu anh đi em, nói yêu em đi anh. Hãy hứa dẫu mai ra sao sẽ luôn có nhau suốt đời. Hãy lắng nghe trái tim rung động, ngôi sao chứng nhân cho đôi. Hoa thắm tươi tô điểm cho đôi mình, cùng nhiều
con tiếng